Một bệnh nhân chiến thắng ung thư 92 tuổi, 65 ngày, bà Harriet Thompson đã trở thành phụ nữ cao tuổi nhất hoàn tất một cuộc đua marathon khi về đến đích cuộc đua Rock and Roll ở San Diego hôm qua. Người giữ kỷ lục trước đó là bà Gladys Burial. Bà đã hoàn thành cuộc đua Honolulu Marathon vào năm 2010, lúc bà được 92 tuổi, 19 ngày. Bà Thompson, cư dân Charlotte, bang North Carolina, chưa từng chạy marathon cho tới khi bước qua độ tuổi 70. Đây là lần thứ 16 bà tham gia cuộc đua marathon ở San Diego và về đích trước thành tích năm ngoái 17 phút. Thành tích của bà Thompson hồi năm ngoái là 7 tiếng, 7 phút, 42 giây và đây là kỷ lục thế giới đối với phụ nữ trên 90 tuổi. Bà Harriet nói bà có thể tiếp tục chạy cho tới tuổi 100. Tuy nhiên bà thừa nhận rằng bản thân cũng rất ngạc nhiên và vui mừng vì đã hoàn tất được cuộc đua hôm qua.